Thị khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay. Akasattha cha bhummattha deva naga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakhang tu sa sanang. Akasattha cha bhummattha deva naga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakhang tu no garu. Akasattha cha bhummattha deva naga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakhang tu nyatayo. Akasattha cha bhummattha deva naga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakhang tu banino. Akasattha cha bhummattha deva naga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakhang tu no sadang. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng, được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ba, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nồ nhà tì nằng hồn, tu xúc khi tà hồn, tu nhà ta dồ. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ, được an lạc lâu dài. Y đằng quá ta mề bùn nhằng à sa quốc khá già quá hằng hồn tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhằng níp bà nát sa bách cha dồ hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả níp bàn. Dạ, phước báu nào có được trong việc tụng kinh gọi trì trai giới trong ngày hôm nay, con kính dâng phước này đến chư thiên, đến quý sư, quý cô tu nữ. Con xin chia đều phước này đến hội chúng đang hiện diện trong room Phật giáo Nam truyền, đồng đều nhau cả thầy. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và bát quan trai giới đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì bát quan trai giới. Do phước này trợ duyên cho tất quả cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, phần tụng kinh lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy và bát quan trai giới đã hoàn tất. Hiện nay con đã thấy sư Pháp Thanh vô lớp. Dạ, con thay mặt đạo tràng để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa. Brahmacaloka thibati sambati katanca
cha ni an thi hoa răng a ya cha tha san ti tha sát tập ba ra chắc kha cha ti ca đề xê tu thăm măng anu cam bi măng ba trăng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Dạ, em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc chánh kinh ngày hôm nay. Dạ, em kính giao mic đến cho chị Nhật Huỳnh để chị điều phối chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sích Kim Nhung. Dạ, cảm ơn chị Metta, Sích Thiện Vũ, Sích Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng chư tâm đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan thế giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Thích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Dạ, trước khi chúng con thỉnh thượng Tọa Pháp Thanh lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, có phép được đọc cánh văn ạ. Bài học hôm nay tương ưng kinh Samyutta Nikaya, chương 1 tương ưng chư thiên, 8 La Mã phẩm đoạn, bài 2 La Mã cỗ xe hiện tướng gì, ngọn lửa hiện tướng gì, vương quốc hiện tướng gì, phụ nữ hiện tướng gì. Thế Tôn, cờ hiện tướng cỗ xe, khói hiện tướng ngọn lửa, vua hiện tướng vương quốc, cầm hiện tướng nữ nhân. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, chánh văn hôm nay đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng băng rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và con xin thay mặt đạo tràng đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh đăng đàn và sư giảng rộng rộng cho một chút sư. Và con đọc con hơi bị khó hiểu, con cung thỉnh sư à. Và sư có nghe được âm thanh con không? Khi cho con một tín hiệu, con kính nhân mới đến sư và sư. Và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Còn kính nhân mới đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và trước khi vào thời chia sẻ pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức như mà tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh làm để tâm bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ quy trí tuệ viên mãn, ngày diệt tận vô minh nhập phiền não, ngày đó bài bánh xe sinh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại.
Đệ tử xin niệm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo, pháp bảo phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin niệm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo, tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư hùng đức pháp thể căn an, kính chúc tất cả quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bố Tha giá. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc phần chánh kinh cũng như bốt bài để quý phật tử cùng có thể hiểu được cái lời dạy của Đức Phật qua cái câu số 2 cổ xe. Vị chư tiên đã bạch hỏi với Đức Thế Tôn là cổ xe là hiện tướng là gì. Thì Đức Thế Tôn đã trả lời là cờ và hiện tướng của cổ xe. Nhưng mà trước khi đi vào cái phần chi tiết á, thì chúng ta hiểu cái tướng cái đã. Cái chữ tướng á, là những cái gì mà nó biểu lộ ra bên ngoài. Mà người ta qua cái đó người ta có thể nhận thức được. Ví dụ như bây giờ trong cái phần mà quý vị học về di diệu pháp, về cái sắc biểu tri thì nó có gì, cái thân biểu tri và cái khẩu biểu tri. Thì cái qua cái sắc biểu tri này nữa là chúng ta biết được cái sự suy nghĩ của cái người đó, thấy không? Qua cái cách nói chuyện, qua cái hành động, mình sẽ biết được cái tâm tánh của cái người này. Thí dụ như bây giờ chúng ta đâu có làm sao mà ta biết được cái sự suy nghĩ, cái tâm tánh của cái người đó, tại vì cái đó nó là thuộc về phần vi tế. Nhưng mà qua cái nói năng hành động của người này nè, mình sẽ biết được cái suy nghĩ, cái tâm tính, cái tâm tánh của cái người đó. Hoặc là qua cái biểu hiện bên ngoài, mình biết được người này là người nam, người nữ như thế nào đó, không? Hoặc là qua cái trang phục, qua cái hình tướng, mình biết người này là cái vị đạo sĩ, cái người xuất gia, cái người thương buôn, cái người lính, là cái vị vua, vị quan, nhân dân. Thì đó là những cái biểu hiện bên ngoài. Thì chính cái biểu hiện này đó, nó gọi là tướng. Rồi thì sao? Cái câu tục ngữ này nói là tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Đó, thành ra cái tướng là nó là cái phần thô, nó biểu lộ ra bên ngoài. Còn cái sự suy nghĩ, toan tính, cái tâm, cái tánh là nó là vi tế, nó tiềm miên. Ví dụ bây giờ khi mình thấy một cái người họ đỏ mặt tía tai, hay là hoặc là họ quơ tay múa chân thế này thế khác đó, là cái gì? Cái biểu lộ của cái tâm sân hận, bực bội,
không có không có chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại hay là hoặc là cái lời nói cái hành động của đối tượng trong hiện tại thì sao cái tướng nó phản ứng, cái tâm nó bị phản ứng, nó biểu lộ ra bằng bằng cái hành động để mình có thể mình hiểu được nha. Vì sao cái lời nói cái lời nói nó cũng là cái biểu hiện cho cái tâm tánh của một con người. Thì câu tục ngữ Việt Nam mình ta nói rằng chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Thì cái người mà có trí tuệ, cái người có trí tuệ có đức hạnh thì người ta nói cái tiếng đó, cái giọng nói, cái lời nói nó mềm mỏng, dễ nghe, không có làm cho cái người nghe nó khó chịu. Còn cái người mà kém trí thì có khi dùng cái ngôn từ nó không có chuẩn mực, hoặc là thái quá, làm cho người khác họ khó chịu. Rồi sao nữa, ta nói là nhìn trang phục biết tư cách. Qua cái trang phục đó, qua cái trang phục của mình cũng có thể biết cái tâm tánh của cái người đó. Ví dụ như cái người mà hời hợt, không chuẩn mực đó, thì sao? Thì cái trang phục của họ nó không có gọn gàng, nó xốc xếch, tóc tai thì nó bù xù rồi thế này chẳng hạn đó. Còn cái người mà họ diêm dúa thì sao? Họ màu mè, những cái màu sắc nó chói lọi, để thu hút người khác, rồi trang sức rồi kia nọ đủ thứ hết đó. Thì mình biết được cái tâm tánh cái người này đó, thì sao? Họ thích phô trương, họ khoe khoang. Còn cái người mà có giới hạnh thì cái trang phục nó gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà nó chừng mực, cho nó không có diêm dúa màu mè thế này thế khác đó, để mình qua những cái biểu lộ này để mình biết được cái phần nào cái tâm tánh của mỗi người, mỗi chúng sanh nha. Thì nhớ ha, cái tướng là cái sự biểu lộ ra bên ngoài, nó gồm có hình dáng, rồi lời nói, hành động. Đó, ví dụ như bây giờ cái trường hợp á, chúng ta muốn biết là cái có điện hay không có điện, thấy không? Cái điện, dòng điện thì nó chạy ở trong dây dẫn, đâu có ai thấy được rồi. Nhưng mà bây giờ á, mình biết là có điện không có điện là sao? Qua cái sự vận chuyển của cái cánh quạt, của cái quạt máy nè, của máy móc nè, và mở cho con ta tắt lên là cái đèn nó sáng lên đó. Thì đây là những cái biểu hiện, cái tướng nó lộ ra bên ngoài, để mình biết được là có điện. Chứ còn cái điện nó chạy âm thầm ở trong cái sợi dây á, đâu ai biết được đâu. Chỉ trừ ra những cái người thợ điện, họ những có cái công cụ đo, hay là hoặc những cái máy móc á, nó có thể nó đo được. Còn cái người bình thường mình á, thì mình qua các cái vật dụng, mỗi cái công năng của nó để mình biết được
có điện hay là không có điện, để quý vị nắm được cái chữ tướng. Thì đi vào cái bài học thì cổ xe hiện tướng là cái gì? Thì cái cờ là hiện tướng của cổ xe là sao? Tại vì hồi xưa đó, các cái vị vua chúa đó, đi xe đó có những cái cờ, những cái cờ hiệu để dành riêng. Ví dụ như là nhà vua đó thì phải có những cái cờ như thế nào. Cái cờ này nó có thể được gắn ở trên cái cổ xe, hoặc là đó, có những cái người lính họ cầm cái cờ hiệu họ đi trước. Họ đi trước, thí dụ như bây giờ cái người lính đó, họ phải đi trước một đoạn xa để gì? Để cho quan quân biết là nhà vua sắp đi đến, mà dẹp hai bên đường. Người dân thì phải quỳ phủ phục, mà không có được nhìn vào nhà vua. Đó, cho nên á là cái cờ hiệu đó là nó biểu trưng cho nhà vua. Rồi thí dụ nhà vua thì có những cái cờ hiệu khác. Rồi những vị quan, thí dụ là quan tể tướng rồi ha, thì mấy vị quan này khi mà đi cũng có cái cờ hiệu. Rồi nếu mà những cái người mà trong dòng tộc của nhà vua, hoàng thân quốc thích, thì nó có những cái cờ hiệu khác đó. Cho nên là qua cái cờ hiệu này nè, mình biết được cái vị trí, cái chức vụ, cái quyền hạn của cái người đi ở trên cái cổ xe đó. Đó, cho nên là cờ hiệu là cái hiện tướng của cổ xe. Rồi sao? Hồi xưa đó nó có những cái quy định, thí dụ như là về cái lọng. Nhà vua đó thì mới được sử dụng cái lọng tới 7 tầng. Là đặc biệt là nhà vua thôi nha. Còn mấy vị khác thì tùy theo cái cấp độ, mức độ, cái chức vụ quyền hạn hay là trong hoàng thân quốc thích thì phải xài ở cái mức độ nào. Ví dụ như là những vị quan đại thần ấy, thì xài được ở 2 tầng hay 3 tầng. Những cái vị mà trong hoàng thân quốc thích ấy, thì xài 2 tầng 3 tầng gì đó ha. Rồi mấy vị quan chức vụ mà thấp ấy, thì chỉ là 1 tầng mà thôi. Còn mà dân giả rồi kia nọ mà xài là không có được đó. Cho nên là qua những cái cờ hiệu này, qua những cái lọng này, để mình có thể biết được cái vị trí, cái chức vụ của cái vị đó là cao quý hay là thấp kém. Rồi ngọn lửa hiện tướng là gì? Thì khói là cái hiện tướng của ngọn lửa. Thì tục ngữ ta nói sao? Không có lửa sao có khói, thấy không? Đó, nhưng mà bây giờ đó, có những cái thứ lửa nhưng mà nó không có khói. Hồi xưa đó hả có khói là có lửa, có lửa là có khói. Nhưng mà bây giờ đó, nó không còn đúng như vậy. Tại vì bây giờ mà nếu mà người ta xài những cái bếp điện từ đó, bếp điện nè, rồi bếp điện từ nè, gì nhiều nhiều thứ, giờ sư cũng không có rành lắm. Nhưng mà đó, bây giờ những cái bếp đó thì nó không có khói ha. Thành ra đó, hồi xưa hả mà thấy ở chỗ nào mà có khói đó, là rồi coi chừng nó xảy ra
những cái vấn đề mà cháy rừng hay là ấy rồi kia. Còn cái chuyện mà thí dụ như mình buổi chiều và các người ta về ta nấu bữa cơm chiều á, nấu cơm chiều thì cái khói nó bay lên ở xung quanh cái nhà đó. À, thành ra đó có nhiều bài thơ bài văn á họ cũng tả về cái khói lam chiều ha. À, những gia đình á ở vùng thôn quê yên bình, à, sau một ngày làm việc vất vả thì về á, người vợ là lo bữa cơm chiều gì đó, à, khói nó bay lên trên vòng vòng cái mái nhà tranh. À, đó thì hả, à, hồi xưa đó, à, ở đâu có lửa thì ở đó có khói, mà hả, chỗ nào có khói thì chắc chắn là ở đó có lửa. À, để mình biết như vậy. Nhưng mà với cái thời ngày nay đó thì nó chưa chắc à ha. Nhưng mà bây giờ đó nó có cái hệ thống, à, hệ thống mà nó báo động, à, mà cái thường là cái hệ thống này là những cái nhà giàu có là ở bên Mỹ thì hay sử dụng cái này, tức là nó có những cái bộ phận để mà ghi nhận nếu mà xảy ra cái mùi khói, à, cái nhiệt độ cái hơi nóng cỡ chừng nào đó thì nó sẽ hú còi, à, nó báo động, à, để cho người ta kịp thời, à, chữa hoặc là kịp thời cảnh giác, à, mặc dù nó chưa xảy ra cháy nhưng mà cái nhiệt độ cao đến cái mức độ đó, à, thì nó sẽ báo động, à, để người ta có thể thì biết được để mà người ta chuẩn bị, à, hoặc là kịp thời xử lý những cái đám cháy. À, rồi, à, vua Dương Quốc hiện tướng gì? Là ông vua là cái hiện tướng của Dương Quốc. Thì, à, bây giờ nếu mà, à, quý vị đi đến một cái đất nước, à, một cái quốc độ nào đó, à, quý vị nhìn thấy cái dân chúng họ sống rất là sung túc, à, an bình, à, những cái đất đai trù phú, à, mùa màng tốt đẹp, à, rồi, à, trong kinh thành thì vấn đề mà thương mại buôn bán á thì nó tấp nập, à, à, trong đất nước nó thanh bình thì nó chỉ cho cái gì? Cái ông vua đó là cái người mà có đạo đức, à, có trí tuệ, à, chăm lo cho cái đời sống của dân, à, đó, người dân đó là sống rất là an ổn yên bình, ha, à. Rồi một cái vị vua mà nếu mà ông này ổng chỉ chăm lo cho ổng không, à, à, ổng không nghĩ đến cái đất nước, người dân thì sao? Xu cao thế nặng, à, để gì? Để ổng xây những cái tòa cung điện, à, lâu đài, rồi, á, phục vụ là cho cái vấn đề mà của ổng là xa qua, à, đời kia nào sẽ thế này thế khác thì sao? Thì người dân sẽ không khổ sở, à, đồng ruộng có nhiều khi hoang sơ không có ai làm vì xu cao thế nặng quá, không? Rồi buôn bán trong cái đất nước cũng không có thịnh hành, à, không có người buôn kẻ bán là thế này khác đó. Đó thì qua cái biểu hiện, à, cái đời sống của người dân mình biết được cái vị vua này là một cái người minh quân hay là vị vua hung bạo, à, vị vua chỉ lo dung quán cho bản thân thôi, à, ví dụ mà ông vua mà cái tánh tình mà tham lam hung bạo thì sao? Cứ đi gây hấn chiến tranh, à, đánh nước này đánh nước kia, đánh những cái lân quốc xung quanh để gì? Để chiếm đoạt,
để mở rộng bờ cõi, để chiếm đoạt thu tóm tài sản, thế này thì khác. Thì qua cái biểu hiện của cái quốc độ đó, mình biết được cái vị vua này. Rồi bây giờ cái phụ nữ hiện tướng là gì? Chồng là hiện tướng của nữ nhân. Thì cái này đó, câu tục ngữ Việt Nam mình đó là nói sao? Nồi nào thì úp dung nấy, thấy không? Cái nữ nhân cái tâm tánh như thế nào đó thì họ sẽ tìm cái đối tượng, tìm cái đối tượng như thế đó, thế đó. Hai cái đối tượng đó, nó cùng một chí hướng đó, thì nó mới gặp nhau để mà nó ăn ở với nhau, nó tạo thành một cái gia đình, đúng không? Không thể nào mà cái người chồng là cái người đạo đức mà có cái người vợ là cái người mà không có đạo đức là không được, phải không? Nó không hợp nhau, nó giống như nước với lửa này, làm sao mà ăn ở với nhau mà lập thành một cái gia đình được. Đó, thành ra hai cái nó phải hòa quyện với nhau mình mới có thể mà lập được thành cái gia đình. Thành ra đó, chồng là hiện tướng của vợ, nhưng mà vợ cũng là gì, là hiện tướng của chồng. Hay là người ta nói gì, anh hãy nói anh chơi với ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào, thấy không? Đó, bây giờ á, mình không có biết được cái tâm tánh của người này, nhưng mà qua những người bạn á, qua những người bạn người này tiếp xúc mà, thì mình sẽ biết được cái người này là như thế nào, phải không? Ví dụ bây giờ mấy anh thợ mộc thì bạn bè mấy ảnh là cái người mà người thợ mộc làm nhà, làm cửa, đóng bàn, đóng ghế mà. Đó, anh thợ hồ á thì bạn ảnh là những cái người thợ xây nhà, xây cửa gì đó mấy anh mà gọi là bợm nhậu á, bạn bè là toàn là hủ hèm, ba sĩ đế đâu không, thấy không? Rồi mấy anh mà cờ bạc thì sao? Bạn bè là những cái tay mà coi như cờ bạc rồi kia nữa. Đó, thành ra qua những cái chúng ta tiếp cận những cái đối tượng ở xung quanh mà mình biết được cái người này, thấy không? Đó, mấy anh mà tâm tánh ghiền cà phê thì mấy anh đi lại quán cà phê, chứ đâu bao giờ mới lại chỗ khác được, thấy không? Mấy anh mà cứ bằng ghiền nhậu thì vô những cái quán nhậu, quán bia cái người mà thích xem hát, thích xem phim đằng kia nọ thì tất nhiên là những cái người này thường xuyên lui tới những cái rạp hát, những cái hí viện để vui chơi. Thành ra qua cái đó để mà mình biết được cái tâm tánh của người khác. Cho nên là những cái gì nó biểu hiện ra bên ngoài, đó là cái tướng, để mình biết được cái nội tâm, cái sự suy nghĩ của người đó. Ví dụ như bữa nghe ông kia nói chứ, nó không nói mình đâu biết nó ngu. Thành ra qua cái gì, qua cái khẩu biểu tri, qua khẩu biểu tri này nè, nó biểu lộ cái sự suy nghĩ của cái người đó. Cho nên là Đức Phật dạy nha,
cái hạng phàm nhân hay là kẻ ngu đó, thì họ nói gì? À, họ khẩu nói ác, thân làm ác. Mà khẩu nói ác, thân làm ác là từ đâu? Từ suy nghĩ ác. À, cho nên á, là qua cái biểu lộ thân khẩu, à, mình biết được cái ý đó, là từ đó đó. À, thành ra cái thân khẩu là nó là cái tướng của cái sự suy nghĩ. À, không? À, ta nói là à, cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn. Không? Cái người mà nếu mà người ta có à, cái nhìn à, một cách điềm tĩnh thì cái tâm tư của người ta nó khác. Cái người mà cận mắt là biết cái người này là đang bực bội, đang khó chịu rồi. Thấy không? Còn cái người mà nằm liêm diêm mơ màng à, là cái người này đó, cái tâm hồn là nó bay bổng à, theo cái tư tưởng suy nghĩ à, là sống với mây với gió kia nọ à, thì chính vì họ sống theo mây theo gió, cái tưởng tượng họ mạnh á, họ mới viết ra những cái dần thơ, những cái bài nhạc. Thấy không? Trời nắng đổ mồ hôi muốn chết chứ bà, họ mơ màng, họ tưởng tượng là à, mưa rơi rồi gì đó à, họ sáng tác ra những cái dần thơ. Thì sao? Những người này họ sống trong cái hư ảo, nó không có thực tại à. Còn cái người mà chúng ta nhìn với cặp mắt sáng à, rồi à, đấy đó, thì biết là cái người này đang có cái đời sống à, trong cái thực tại à. Thành ra đó, qua cái cặp mắt thì mình biết được cái sự suy nghĩ, cái tâm tư của người đó à. Bây giờ một cái người mà họ đang rơi vào cái trạng thái gọi là hôn trầm thị miên, thấy không? Cặp mắt họ lờ đờ à, cặp mắt họ lờ đờ rồi, cái thấy không, cái hành động của họ nó uể oải à, đó là biết là cái người này đang rơi vào cái trạng thái hôn trầm thị miên à, cái tâm nó co rút lại à, nó muốn ngủ à, mà khi mà nó muốn ngủ là sao, là cái hành động của họ cũng vậy à. Còn cái người mà có sự nỗ lực tinh tấn hay sao thì à, họ hành động mạnh mẽ à, à, vận động các cái động của họ nó mạnh mẽ à, mình biết đó. Thì qua những cái này á, để mình biết được cái những cái đối tượng à, nó thuộc về cái như thế nào, để gì, khi mình biết được thì mình mới đối xử nó phù hợp, thấy không? Mà trước khi mà mình biết được đối tượng thì sao, mình phải quay lại mình nhìn chính mình à, đó, mình biết được chính mình thì mình sẽ biết được các cái đối tượng xung quanh à. Đối với mà các cái bậc thánh nhân nha, có thần thông à, có tha tâm thông rồi kia nọ đó, thì mới biết được cái tâm tánh của chúng sanh khác à, như Đức Thế Tôn hay là hoặc là các vị thánh a la hán có thần thông á, thì các ngài sẽ biết tâm tánh à. Còn mình á, mình phàm nhân, nhưng mà nếu mình có sự tu tập á, à, mình có trí tuệ, mình sẽ nhận biết được cái những cái đối tượng khác à,
không? Chứ đâu phải cần tới tới đạt được thần thông mình mới mới biết đâu. Thí dụ như trường hợp mà các vị thánh nhân ấy, như Đức Phật, ngài biết được cái căn cơ, cái tâm tánh của cái người đó, để ngài mới thuyết pháp nó phù hợp, và ngài biết được cái chúng sanh này nó hữu duyên hay là nó là không có duyên. Những chúng sanh này hữu duyên Đức Phật mới tế độ. Rồi ngài biết được cái căn cơ của chúng sanh này, ngài mới thuyết cái pháp nó phù hợp, nó đúng với cái căn cơ của chúng sanh đó, để mà đưa chúng sanh đó đến cái lợi ích cao thượng, tùy theo các cái phước báo mà cái vị này đã tạo trữ, có thể hỗ trợ tiếp độ cho cái người chúng sanh này đến cái đạo quả thánh nhân hữu học, hay là hoặc là đưa đến cái tầng thánh cao tột là thánh vô lậu. Đó. Thì nhờ cái gì? Nhờ cái Phật Phật tuệ hay là cái tha tâm thông đó, là biết được cái căn cơ cái tâm tánh. Cho nên đó là Đức Phật thuyết pháp để tế độ những chúng sanh hữu duyên, còn những chúng sanh mà không có duyên thì thôi, chịu thua. Họ không có tạo trữ những cái công đức phước báo, họ không có làm những cái thiện lành, họ không gieo nhân, họ không là cái người đã từng quy tam bảo, rồi không có tạo trữ những cái thập thiện thập hạnh phúc ở trong quá khứ, thì bây giờ làm sao mà tế độ cho họ được, phải không? Đó, cho nên đó là cũng nhờ cái thần thông này nè mà Đức Phật đã tế độ cho vô số chúng sanh nha. Còn mình á thì mình chưa có thần thông, nhưng mà bây giờ quý vị có tìm hiểu học pháp học như gì pháp thì mình cũng có thể mình cũng biết được chút đỉnh chứ, thấy không? Bây giờ quý vị đang cái người đó họ đang đứng cách xa quý vị khoảng chừng 100 mét đi, mà quý vị thấy cái người này á mà quơ tay quơ chân, dung tay dung chân kia nọ đối với một cái người nào đó thì biết là rồi hai người này đang cự cãi nhau, họ đang cái tâm tánh của họ, cái trạng thái tâm lúc đó là gì, là họ là đang sân hận, thấy không? Đó rồi khi mà mình nghe họ nói họ đang bực bội, họ cái lời nói họ thô tháo thì mình biết rồi, thôi bây giờ mà cái người này họ đang bực bội, họ đang sân hận vậy đó, thì thôi mình lợi mình đừng có nói những cái gì mà làm cho họ bực bội thêm. Với những cái người mà mình biết cái tâm tánh họ, khi mà họ bực bội mà họ có thể họ lắng nghe, thì mình lại mình khuyên lên mình nói. Còn mà cái người mà họ mà thân hận hung dữ thì thôi mình tránh xa cho nó an toàn, chứ mình đừng lợi mình khuyên nhủ hay mình nói cái gì á, hoặc là mình xin xỏ mình chia sẻ gì đó mà họ không ấy đâu, nó phản tác dụng á. Đó cho nên là mình hồi đó ngài Hòa Thượng Pháp Lạc ngài nói đó, 36 kế mình chạy trốn, mình chạy trốn, mình tránh né để đoạn trừ là tốt nhất,
Tẩu Di là thượng sách. Thành ra đó, qua cái nhận thức, cái tướng trạng của mỗi người, để mình biết, để mình ứng xử cho nó phù hợp. Chứ còn không á, nhiều khi mình không có, mình không biết, thành ra nó đem đến những cái điều không tốt đẹp trong đời sống. Tại sao? Rồi nó tạo thêm những cái quan trái. Đó, nó nguy hiểm cho bản thân. Bây giờ quý vị thấy không? Cái xã hội bây giờ nó khủng khiếp lắm. Bây giờ á, chỉ cần nó nhìn mình, mình dòm nó mà mình đó, đến những đứa học sinh mới học lớp cấp 2, cấp 3 mà nó nói bạn, nó nhìn điểu, không biết nhìn thế nào là nhìn điểu, mà nó nói con nhỏ bạn, nó thằng bạn nó nhìn điểu, mà nó súng nhau, nó quánh người ta, thấy không? Thành ra bây giờ thôi, tâm tánh chúng sanh mà bây giờ nó hung hăng quá đó, thôi mình tránh né để cho mình an thân. Đó, thành ra đó Đức Phật nói là mình nói phải hợp đối tượng, phải hợp thời đúng chỗ, những lời nói chân lý. Nhưng mà mình nói với những cái chúng sanh mà nó không có trí tuệ, nó đang sân hận, nó đang ấy đủ thứ, mà mình lợi mình nói thế này thế kia, biểu dư giới là nó đâu có chịu đâu, thấy không? Rồi á, đã bắt đầu nó ấy lại mình nữa. Cho nên á là sao? Mình phải biết trong những người quanh mình, giả dụ như bây giờ là con cái ở trong nhà nè, em cháu ở trong nhà nè, đó, mình phải biết cái tâm tánh của những cái đứa con mình nó như thế nào, để sao, để mình uốn nắn, mình hướng dẫn, mình chỉ dẫn cho nó. Em út trong gia đình mình á là như thế nào, để mà mình biết tâm tánh của mỗi đứa, để mà mình có cái, có khi mình có thể mình hướng dẫn cho nó, thấy không? Cái đứa mà nó có cái tâm tánh nó muốn tìm hỏi hiểu Phật pháp này kia nọ đó, thì sao, mình hướng dẫn nó đi quy y Tam Bảo nè, gìn giữ ngũ giới nè, hoặc là mình đưa những cái kinh sách để cho nó đọc, nó tìm học, họ biết Phật pháp, biết phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, rồi thế kia đó, thấy không? Còn mấy đứa mà nó tối ngày nó cứ là cà theo bạn bè xấu rồi không, thích đi xem phim, xem hát, thích sắm sửa, thích nhậu nhẹt, thì thôi, mấy đứa đó mà lỡ mà khuyên nó, nói đem ba cái Phật pháp ra mình nói với nó là hồi lên là có chuyện, thấy không? Thành ra đó, chúng ta biết vậy để chúng ta khéo léo trong cái đời sống của mình, đó, cho nó không có xảy ra những cái hoàn trái. Đó, thì mình cũng tùy theo đối tượng. Có những đối tượng, những cái trường hợp mình có thể mình hỗ trợ, mình giúp đỡ bằng vật chất, bằng tinh thần. Nhưng mà có những đối tượng mình cần phải tránh xa. Đó, thì qua gì? Qua cái biểu lộ, qua cái hiện tướng, cái thân biểu tri, khẩu biểu tri của cái đối tượng đó để mình biết, hoặc là qua cái hình dáng,
trang phục, cái tư cách của người đó để mình biết được, để mình có cách ứng xử cho nó tốt đẹp. Chứ còn nhưng mà bây giờ đó, quý vị thấy không, qua cái biểu lộ cái hiện tướng bên ngoài đó, nó cũng chưa chắc nữa. Bây giờ nó ma mảnh dữ lắm, đủ thứ chuyện á. Nó quý vị thấy á, bây giờ á, nó bịp bợm chiêu trò đủ thứ hết. Mình cứ tưởng là những cái quán ăn á, cái quán mà đông á, thì chắc là ở đó bán đồ ngon. Tại vì đông người thì chắc chắn là cái quán này nó bán ngon mới tới đông vậy. Nhưng mà tới chừng mình vô mình ăn thì sao đỡ ồn, nhưng mà sao nó chiêu trò, nó ấy dàn cảnh những cái người mà vô ngồi cái đông vậy đó, thấy không, nó mướn người ta. Thành ra sao mình mắc bẫy rồi. Những cái loại mà bây giờ mà nó đi lừa đảo đó, nó không có bận mà lèn xèn ấy đâu đâu, nó mướn xe rất là sang, ăn mặc rất là trang phục, là rất là đắt tiền, khoe khoang là doanh nhân đang làm công ty này công ty kia rồi ha, chủ tập đoàn này chủ tập đoàn nọ rồi ha, để gì, để vận động tài chánh nha, kêu gọi hùng vô ha. Rồi quý vị biết không, đến nỗi mà mới thấy một cái vụ án, đến nỗi mà những cái trụ sở của nhà nước nhưng mà không có bản hiệu, phải làm giấy tờ nó đem nó bán. Thành ra bây giờ mình phải có trí tuệ, mình xem xét, chứ không thôi đó là mình dễ sập bẫy lắm. Mới bữa trước tôn sùng răng thần y thế này thế khác, năm mười bữa nửa tháng sau, tại vì thần lừa đảo đó. Thành ra đó bây giờ đó, chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ với trí tuệ. Thành ra đó, Đức Phật dạy chúng ta là cái phương pháp với trí tuệ chúng ta phải nhận xét. Mình gặp cái người đó một lần hai lần qua cái nói chuyện đó, rồi mình nói người này tốt người xấu, người này thế này thế khác, chưa đúng chưa chắc, thấy không? Mà sao phải thân cận với người này một thời gian lâu dài, đó, thậm chí là phải cùng chung sinh hoạt trong đời sống, mình ở chung, mình ăn chung đó, rồi á qua cái cách nói năng, cách ứng xử, rồi cái tất cả những cái một thời gian dài đó, thì mình mới xác quyết, mình nói cái người này là tốt hay là xấu, nói với phần nào nó đúng. Chứ còn mình mới tiếp xúc cái người này một hai lần, rồi mình qua cách cái ứng xử nói năng rồi kia rồi đó, rồi mình nói là người này người tốt, cái người kia thô tháo cái này khác, nhưng mà nói người xấu cũng chưa chắc, thấy không? Đó, cho nên á là muốn nhận xét một cái người nào đó, mình phải cần phải tiếp xúc lâu dài, rồi mình mới thấy được cái cách thức của cái người này trong cái đời sống này,
trong cái sinh hoạt nè, trong cái học hành nói năng thế này thế khác đó, lúc đó mình nhận thức mới nó mới là chính xác. Chứ còn mà qua cái hiện tướng, những cái biểu hiện bên ngoài đó một thời gian ngắn đó, thì có khi đó, là họ đóng kịch. Trước mặt đó, thì họ làm ra vẻ đạo đức thế này thế khác, rồi á là nó bày trò thế này thế khác để lừa phỉnh, để bị bợm nha. Nhưng mà đó, nếu mà mình cùng ở, cùng ăn, rồi cùng sinh hoạt, cùng này thì kia nọ một thời gian thì sao? Người ta nói á, cây kim mà giấu trong bị cũng có ngày lòi ra. Mình phải cùng sinh hoạt một thời gian thì mình mới hiểu rõ được, đúng không? Đó, cho nên là chúng ta hãy biết với trí tuệ thì chúng ta xem xét cẩn trọng, chứ không nên chỉ là nhận thức một phía qua những cái biểu hiện. Cái biểu hiện ở bên ngoài thì mình chỉ biết được một phần nào đó thôi. Còn nếu mà muốn hiểu được, rõ được cái chân tướng thì phải tìm hiểu cẩn thận một thời gian lâu dài, thì lúc đó mình mới có cái kết luận nó mới đúng nha. Chứ chúng ta không nên vội vàng qua cái biểu lộ bên ngoài rồi mình kết luận thế này thế khác, thì có đôi lúc nó không có đúng. Thì qua cái bài học ngày hôm nay, đoạn thứ hai cổ xe và cái lời dạy của Đức Phật, thì cũng xin chia sẻ với quý vị một số hiểu biết qua lời dạy của các bậc trưởng lão, cũng như là qua những cái sinh hoạt hàng ngày, để quý vị hiểu biết thêm, để chúng ta ứng xử trong cái đời sống với những người thân xung quanh mình, cũng như tất cả những cái đối tượng hàng ngày mà chúng ta tiếp xúc, để chúng ta biết được. Mặc dù bây giờ mình thì chưa phải là thánh nhân, chưa có tha tâm thông gì, nhưng mà qua chúng ta biết được chính mình, chúng ta phải biết được chính mình trước, rồi thì những cái đối tượng xung quanh đó, chúng ta sẽ hiểu được qua những cái biểu hiện ở bên ngoài. Nhưng mà chúng ta phải nhớ cái thời này là nói sao, vàng thao lẫn lộn. Mà mình muốn phân biệt được vàng hay là đồng thao đó, thì sao? Mình phải cẩn trọng, như Đức Phật dạy, mình phải xem xét rồi mình cắt. Mình cắt, mình thử bằng nhiều phương pháp, mình cắt, mình chà, mình đốt, qua nhiều cái thử thách như vậy, phải ở thân cận một thời gian lâu dài, cùng sinh hoạt, cùng hiểu biết thế này thế kia đó, rồi mình mới kết luận được. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức có thể ca ngang, và chúc cho tất cả quý tu nữ và quý phật tử nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực học tập và dung bồi trí tuệ, để chúng ta có một cái đời sống an ổn tốt đẹp, hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lê. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Bây giờ xin mời đạo tràng Nam Mô Bụt Thầy giác.
Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, bài học rất là khó hay. Là khó mà sư giảng dạy rộng rãi thì con nghe cũng hiểu được một phần nào. Dạ, kính cảm ơn Thích Thiện Vũ Kim Mắt Thai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kính lễ của tu nữ Tị Duyên và mến chào Như Hoàng. Và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tạm tách nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu và sư. Cảm ơn Kim Nhung. Bây giờ Kim Nhung nè, chủ sĩ một ngày hôm nay nè, và nãy giờ ngồi nghe sư giảng hiểu một thế nào và có cái gì thắc mắc xin đưa bàn tay mở hàng đi. Rồi nếu Kim Nhung mà có bận việc thì Nhật Bình xin bao chót. Rồi mời Kim Nhung nghe, đưa bàn tay lên. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Thanh. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào các anh chị. Dạ, bài học hôm nay thì con nghe, con cũng thấy là chưa được hiểu lắm. Phần sư giảng thì con hiểu được như là những lời sư dạy, nhưng mà trong cuộc sống đó thưa sư, thì bốn điều trên không phải lúc nào cũng như vậy. Do cuộc sống nó có những cái điều nó đi ngược lại, cuộc sống hiện nay có những điều nó đi ngược lại với những bốn điều trên, vàng thau lẫn lộn. Nếu mà như sư nói là để mà mình xác quyết một người tốt hay xấu thì mình phải cùng sinh hoạt một thời gian dài với đối tượng, rồi mình cùng ăn cùng ở cùng sinh hoạt với họ, thì con e rằng mình là một người Phật tử thật ra thì mình cũng chưa hiểu lắm về chính mình cũng chưa hiểu lắm, rồi về pháp mình nắm cũng chưa có chắc lắm, thì con sợ là mình bị hòa tan, mình cũng đi theo họ mất. Thì cái đúng với lại cái đúng cái tốt nó cũng rất là tạm thời, nó cũng không thể nói là đúng mà tốt là tốt, nó cũng còn tùy theo thời gian và tùy theo hoàn cảnh. Vì những điều trên nên mình cũng khó hiểu được đối tượng, vì mình cũng thật sự ra mình cũng chưa tốt lắm, và hiểu pháp mình cũng hiểu được một phần nào, nhưng mà mình cũng chưa thật sự là tốt. Thì như vậy thì trong cuộc sống cũng rất là khó. Thì lúc bây giờ mình những cái lời Phật dạy như vậy thì mình phải hiểu như thế nào và mình áp dụng trong cuộc sống như thế nào thưa sư? Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì thật sự ra đó, chúng ta phải hiểu là tất cả chúng ta là còn là phàm nha. Thành ra đó, bây giờ chúng sanh ngay cái thời điểm hiện tại đó, mình biết là cái người này họ tốt, mình chỉ biết cái thời điểm này họ tốt thôi. Bây giờ đó, một chúng sanh mà còn phàm là còn phải chịu cái sự chi phối của phiền não, đó, phải phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh rồi vân vân. Cái ảnh này đó, sự thật ảnh là cái người hiền, ảnh không có ấy, nhưng mà bây giờ cái hoàn cảnh bắt buộc khổ quá khổ. Trường hợp xảy ra như giờ á là bây giờ con cái nó đang bị
bệnh nặng, mà đi vô nằm trong bệnh viện, giờ nó không có tiền để đóng tiền bệnh viện, không có tiền để lo thuốc men. À, bây giờ nó túng cùng quá, anh trở thành kẻ trộm. À, đó, thành ra có nhiều lúc đó, cái những có những cái người đó, họ không có ấy, nhưng mà cái hoàn cảnh nó xô đẩy, nó bắt buộc. À, thành ra đó mình phải phân biệt được những cái người nào mà họ cái tiềm nhiễm, cái tánh họ xấu, còn những người nào á, những cái trường hợp mà nó ấy, để ngay chính bản thân mình cũng vậy, có lúc mình cũng lỗi lầm, mà có lúc mà thì mình cũng có những cái tư tưởng, những suy nghĩ dẫn đến cái hành động thanh cao, nhưng mà đôi lúc á, mình còn phạm có đôi lúc gì cái tâm cống cao ngã mạn, à cái tâm chấp thủ bỏn sẻn, mà mình cũng có phạm những cái lỗi lầm. À, để gì? Để trong đời sống mình lỗi lầm á, thì mình biết mình có thể mình tránh né, mình lập luận để mình bao che. À, mình lỗi lầm á, thì mình dung túng cho mình. Nhưng mà người khác mà lỗi lầm á, thì thôi đủ thứ chuyện. À, cho nên á, là chúng ta hiểu biết vậy, để gì? Để chúng ta biết phải tha thứ. À, mình đừng có chấp. À, bây giờ á, cái người này á, họ lỡ họ phạm lỗi lầm rồi, mình chấp thôi, không được. Thấy không? Đó, rồi sao? Cái người này á, mình mới biết qua cái sự mình nghe người ta nói. À, bây giờ cái ông A này, à, mình mới biết lần đầu tiên, nhưng mà mình nghe cái ông này ông khác, chị này chị kia nói, à ông này dày kia nọ, ha, tại sao cái bắt đầu á, chính vì những cái này nó nhuốm màu cái tư tưởng của mình. À, nhưng mà người ta nói là theo cái cảm tính của người ta. À, khi mà họ thương mến, à, cái người ông A này cũng làm gì đó, họ quý mến đó, à, làm gì có lợi cho họ đó, thì họ nói ông này tốt. À, ông này tốt lắm, trời ơi. À, ông này đáng tin cậy lắm, ông này là lấy không? Rồi cái bắt đầu, à, một vài bữa không biết cái ông A này làm gì họ Phật ý, làm gì thiệt hại đến cái, à, quyền lợi tài sản gì của cái người này đó. À, thì bắt đầu là sao, từ từ ở trên cao họ dìm xuống tận dưới đáy luôn, thấy không? Đó, cho nên á, mình phải nhận định để mình biết, à, cái người này phạm nhân mà, à, nhưng mà cái phạm, sai phạm họ như thế nào, à, để mình biết, chứ mình không có xu hướng theo. À, bây giờ người ta nói, bà ta nói ông này tốt, mà mình chạy theo, mình cũng la, ờ, mình cũng tán dương, à, ông này tốt, rồi, à, mình, những người kia họ chê bai thế này thế khác, à, mình cũng chưa biết cái đối tượng này như thế nào, à, rồi mình cũng chạy theo cái phong trào, mình cũng chê bai, mình cũng quỷ bán, à, sùm, thấy không? Cho nên á, Đức Phật nói, nghe một cái điều gì
đừng vội tin, đừng vội bỏ. Nè, một cái nhân vật mà họ tán dương tới tận mây xanh đi chăng nữa đó, mình cũng đừng có nghe liền. Khoan đã, chờ tôi thử qua xem xét với trí tuệ hiểu biết à, thế này thế nọ, nếu mà đúng thì tôi mới hết không. Còn bây giờ một cái nhân vật mà họ chê bai à, họ quỷ bán thậm tệ à, mình cũng đừng có xu hướng theo. Khoan à, để tìm hiểu kỹ càng ha. Hôm nay đó thì chúng ta phải giữ cái thái độ à, trung dung trung đạo à, với trí tuệ mình phải xem xét à, nhân quả à, mình tìm hiểu rõ chứ không có nên vội vàng à, mà khi mà chúng ta à, cẩn trọng với trí tuệ thì chúng ta sẽ tránh được những cái sai lầm à, có những khi những người tốt mà chúng ta bỏ qua, chúng ta không gần gũi để chúng ta học hỏi à, những cái người xấu mà vì mình lầm tưởng à, mình chạy theo đem đến cái sự tai hại nguy hiểm không? Đó cho nên á là bây giờ mình phải dùng trí tuệ à, cái thật nhiều à, áp dụng vào cái đời sống cũng như là trong sinh hoạt, trong cái giao tiếp ứng xử thế này thế khác à, chứ bây giờ là nó là thiên hình vạn trạng, cạm bẫy giờ là nó dâng đầy, nó thiệt chứ. Mình ở trong nhà mà trong phòng mình còn chưa chắc ăn nữa, mở cửa ra là thôi cạm bẫy nó dâng đầy vậy đó. Thấy không? Nhưng mà cái nó ví dụ như nó dâng 100 cái bẫy, mình đâu phải nào tài nào mà mình né tránh hết 100 cái bẫy đâu, thế nào mình cũng phải dính 1-2 cái à. À, cho nên á thì thôi mình biết à, rồi tại vì mày cao siêu hơn à, mày lừa được tao à, thì á khi mà mình bị dính bẫy rồi đó, mình đừng có tự than vãn chê trách mình hay là gì à, đổ thừa tại vậy tại kia tại nọ, mà mình xem xét à, tại sao mình bị dính bẫy nhà nó dùng cái chiêu trò gì để mà nó gạt được mình, thấy không? Đó, để mai mốt mình có kinh nghiệm để mình tránh à. Thì quý vị biết không, ngày quý vị tụng cái bài, có đọc cái bài kinh mà cái chú con công á à, mặt trời ánh sáng như vàng à, gì đó ha, là nguyên nhân của cái bài chú đó à, Đức Phật nói về cái chuyện tiền thân à, tiền thân của Bồ Tát à, hồi đó là cái con công, nhưng mà do cái pháp độ của ngài đó à, cái con công này nó cái con công này nó màu vàng óng ánh rất đẹp à, thì ông vua có một lần á, ông vua ông đi săn, ông thấy rồi về cái ông muốn có cái con công đó, ông ao ước muốn có con công đó, con công đó là Bồ Tát đó à, ông mới ra cái giá rất là cao à, cho những cái người thợ rừng, những cái người mà chuyên môn đi bẫy chim á à, nếu mà ai mà bắt được cái con công đó mà đem về mà à, bán cho ông vua đó, ổng và trả cái giá rất là cao à, nhưng mà Bồ Tát sao biết không? Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng có cái sự hiểu biết hay biết hết, cho nên là
là những cái người mà đi bẫy chim ấy, họ xài rất nhiều những cái bẫy, nhưng mà không có khi nào mà cái con công này nó mắc bẫy được hết. À, thì một thời gian dài như vậy đó, sau cái bắt đầu có một cái người này họ cũng có sự hiểu biết. À, thì sao? Cái con công này là cái con công trống. À, thì sao? Bây giờ lựa một cái con công máy, à, để sẵn đó, à, gài những cái bẫy xung quanh. À, thấy không? Thành ra khi mà cái tham ái nó sân khởi lên thì Bồ Tát quên đi nghe cái tiếng con công máy, rồi cái hình ảnh con công máy rồi nó thu hút, à, làm cho Bồ Tát mất đi cái chánh niệm, bị cái tham ái nó thu hút, cho nên là cái con vàng đó, Bồ Tát đó, lân la đi đến cái chị công máy. Cho nên là con công vàng, Bồ Tát bị dính bẫy. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của cái bài kinh mà chú con công này nè, là chúng ta phải cảnh giác trước những cái ngũ trần. À, cái gì làm cho con công cống nó mất cảnh giác? Cái hình ảnh, cái hình ảnh của bà công mái, cái âm thanh, cái tiếng kêu của con công mái, nó thu hút làm cho cái dục ái của con công trống nó sân khởi lên. Mà khi mà cái dục ái mà sân khởi lên là chúng ta mất sự chánh niệm tỉnh giác rồi. Lúc đó là cái tâm nó tràn ngập si mê, không dính bẫy sao được. À, cho nên bây giờ trong cái đời sống, tự nhiên mà có một người nào đó họ đến, họ bài vẽ mình, họ bài vẽ mình cho mình thấy một cái lợi trước mắt, cái lợi dễ lắm, thấy không? Bỏ ra một đồng mà thu lợi về 100 đồng, 1000 đồng, thậm chí bỏ ra một đồng mà thu về 100 ngàn nữa, là coi chừng. Nếu mà nó dễ dàng quá, cái lợi lộc mà nó dễ như vậy đó, đâu có tới mình, thấy không? Nếu mà nó dễ dàng sanh lợi như vậy đó thì trời nó không đủ cho họ nữa, không đủ cho gia đình họ nữa, dòng tộc bà con họ nữa, có đâu tới mình. Cho nên á, khi mà nó vẽ ra những cái gì mà lợi lộc rất là khủng, coi chừng cái đó là cái bẫy, mình dính vô là gỡ không ra đó. Rồi, những cái lời ngon tiếng ngọt hay là hoặc là họ tán thán mình, thế này thế kia, thì coi chừng cẩn trọng. Bây giờ cái bẫy nó văng khắp mọi nơi, mà chính ngay trong nội tâm mình nó có những lúc mà cũng có nữa, thấy không? Cho nên đó là bây giờ mình phải hết sức cẩn thận, cẩn tắc vô u, cẩn thận vô ái nái. Mình bây giờ mình phải hết sức đề phòng, giống như lửa đó, dễ dàng xảy ra. Cho nên bây giờ mình đề phòng, rồi phải cẩn thận là hơn, chứ không có cái gì. Mà chúng ta muốn tránh được những cái bẫy mồi thì sao? Thì chúng ta phải luôn luôn thực tập chánh niệm tỉnh giác.
Rồi một cái gì, một vấn đề nào à nó xuất hiện, chúng ta phải thẳng tỉnh xem xét nhân quả lợi hại à, như thế nào thế nào đó ha. Mình với trí tuệ, mình vận dụng trí tuệ để mình xem xét một cách cẩn thận à, thì sao, thì mình sẽ tránh được một số thôi ha, chứ không phải là hết đâu. Nó dằn cả trăm cái bẫy á, nhưng mà mình giỏi lắm á, mình tránh được 90-95 cái là cùng. Mình cũng thế nào mình cũng dính một hai cái, nhưng mà khi mình dính á, mình phải xem xét thẳng tỉnh lại để rút kinh nghiệm à. Đừng đổ thừa tải cái này, tải kia, tải cái nọ hết, mà mình biết mình đã thua rồi đấy nè. Mình thua rồi, mình phải né à, né bên này dính bên kia, thì bây giờ mình phải né ở giữa, thấy không? Bây giờ nó gài bẫy mà, bên này đường nó cũng gài bẫy, bên này đường nó cũng gài bẫy, thấy không? Mà mình sợ mấy bên này, mình chạy qua mấy bên kia đường đó thì cũng dính à, cho nên là mình cẩn thận, mình dò xét à, mình đi trên cái con đường giữa đó, thì một mai mình không tránh được. Nhưng mà sao bây giờ nó gài hai bên mình đi giữa, nhưng mà tới cái đoạn đằng kia đó mình đừng chắc mà nói là mình đi trên đường giữa mà mình không mắc bẫy, không? Bây giờ khúc này nè, nó rải, nó gài bên này, gài bên này, nó chừa cái giữa ha. Mình đi một đoạn mình hí hửng ra, trời ơi, thấy không, tôi nhờ tôi ấy này kia nọ là tôi vượt qua được, không có dính bẫy đó. Nhưng mà đi tới đoạn kia nó đào hầm, nó gài bẫy ngay giữa được. À, nếu mà mình không dò xét kỹ à, mình tưởng là mình đã có kinh nghiệm, đã vượt qua hết rồi, thì thế nào mình cũng bị sụp bẫy, cái bẫy ở giữa được đó. Cho nên á, là luôn luôn mình cẩn trọng à, cẩn trọng thì hơn, chứ giờ ta nói là không có nói được hết à, nó ghê gớm lắm đó. Thành ra chúng ta phải nhớ lời Đức Phật dạy là luôn luôn chúng ta cẩn thận à, thu thúc lục căn, rồi chúng ta có đầy đủ chánh niệm tỉnh giác à, luôn luôn phản tỉnh xem xét à, thì như vậy đó, mai ra chúng ta giảm thiểu à, trước những cái cám dỗ và những cái bẫy của đời sống thế gian à. Chứ còn á, là mình đừng có cho mình là giỏi, thấy không? Trời đất ơi, bây giờ mà nó vô tới ở trong chùa mà nó lừa gạt luôn, thấy không? À, bữa trước á, nó lại làm bộ cái chùa đang xây dựng, nó làm bộ nó lại à, cái tiệm vật đại lý vật liệu xây dựng á, nó mua 5 bao xi măng, nó đem lại nó cúng cho chùa, thấy không? Đó, cái bắt đầu cái mấy người đại lý vật liệu á, thấy cái anh này anh mua cho chùa mà, chở lại chùa à. Rồi vài bữa nó lấy lòng tin được cái đại lý vật liệu hơn, cái nó lại nó quất nói hả à, bữa nay ông thầy trụ trì á kêu chở lại cho chùa 200 bao xi măng. Ông đại lý vật liệu đâu biết, ông cho nó chở 200 bao xi măng, nhưng mà lần này nó không có chở gì chùa, nó chở đi mất tiêu. Xong cái tới cuối tuần cuối tuần thì mấy đại lý vật liệu nó mới lợi nó thu tiền, bắt đầu nó đè ông trụ trì ra bữa hổm chùa có lấy 200 bao xi măng. Ông trụ trì ông quản hầu nó, trời ơi, đâu có lần nào lấy tới 200 bao xi măng. Thì bắt đầu nó mới nói chứ cái chú đó đó, hôm đó cái chú đó là đệ tử của thầy,
chúc lợi kêu trở lại cho chùa 200 bao xi măng thì con đâu biết đâu. Đó, thành ra sao cả ông thầy trụ trì với cái đại lý vật liệu xi măng đó sụp bẫy của nó đó, thành ra đó nó nguy hiểm vô cùng mà đó. Thành ra bây giờ mình cẩn thận đề phòng, tự mình phòng hộ mình là chắc ăn chứ bây giờ không có biết ai được đó. Thành ra xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, xa thủ lanh thai. Dạ, con xin thay mặt Kim Nhung con kính hành kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều. Hoàng Đại Quỳnh Nhật Hà ngồi ở đây. Nhật Quỳnh kiếm một người mà nãy giờ ngồi im lặng lẽ kéo lên. Quỳnh Đại Quỳnh, Quỳnh Đại Quỳnh nãy giờ vô room chạy ra chạy vào chạy tới chạy lui hoài thôi. Quỳnh Đại Quỳnh đưa cái bàn tay mạnh mẽ của mình lên cho Nhật Quỳnh thấy coi cái bàn tay Quỳnh đâu rồi. Quỳnh Đạo Quỳnh ơi, bàn tay Quỳnh đâu? Alo, alo. Quỳnh Đạo Quỳnh có nghe Nhật Quỳnh không? Alo, alo. Rồi, vậy là để nít đây. Để nít đây rồi, 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 xong rồi, lặng luôn. Rồi, bây giờ không có Quỳnh Đạo Quỳnh. Mình cũng hỏi Quỳnh phải không Kim Nhung? Rồi. Mời Quỳnh Giang Nhật Hà đi, ngồi ngay trước máy nè. Mời Quỳnh Giang Nhật Hà. Nhật Quỳnh mở mic xuống nha, không chụp là bể mic ngày mai không có học cấp cứu nha. Mời Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Thanh với cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, cái bài này thì sư giảng cái phần đầu thì con thấy những cái cờ thì hiện tướng cho cổ xe, rồi vua là hiện tướng cho vương quốc, rồi và những người chồng thì hiện tướng cho nữ nhân. Như vậy là những cái chiều thuận đó sư, những cái tướng là tướng lộ không, nhưng mà nó cũng còn những cái tướng ẩn nữa. Tại vì không có nhất thiết là, tại vì mình thấy ở ngoài có những cái người không có hảo tướng nhưng mà người ta lại rất là giàu, hoặc là cái tâm người ta rất là tốt, mặc dù là cái tướng không có hảo tướng, hoặc là có nhiều người thấy to khỏe nhưng mà lại yểu mạn. Như vậy bởi vì cái đó cái quả phúc á, thì thường có nghe quý sư hay chúc là sống lâu, sắc đẹp, sự yên vui, sức mạnh, trí tuệ, rồi như vậy á, là được hết những cái năm cái phút này thì mới là tuyệt vời. Chứ còn nếu mà về cái tướng không thì cũng rất là khó. Và những cái bài ví dụ sư đưa ra thì những cái người xấu chẳng hạn, là đa số người ta đánh vào cái tâm lý và thị hiếu của mình. Mà nếu mà mình phòng hộ cho chính mình thì chỉ là cái phương cách mà để tự mình bảo vệ là chắc ăn nhất. Và đó có chính là cái trí tuệ. Như vậy là chính xác phải không sư? Mình phải chỉ bảo vệ cho chính mình thôi là có thể ngăn ngừa hết những cái điểm còn lại. Dạ, con xin sư giảng thêm điểm này chút xíu. Dạ, con xin dâng mic tới sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thì cái biểu hiện ở bên ngoài á, nó chỉ là một phần thôi.
à, một phần để mà mình đánh giá, mình nhận định thôi, chứ nó chưa phải là chắc chắn 100% đâu. À, do cái duyên nghiệp, cái phước của mỗi người. Tại sao? À, có những cái giai đoạn của cái phần tâm lý nữa. À, bây giờ cái người này á, thường thường á, là họ nói năng rất là dịu dàng, nhưng mà cái lúc đó đó họ đang gặp một cái vấn đề rắc rối làm cho cái tâm họ bực bội, khó chịu, hay là cái tâm nó không được bình thường. À, rồi cái bắt đầu cái mình lại mình nói chuyện gì đó, họ buông lời những cái lời cọc cằn, à, thô lỗ, nhớ không? Đó, rồi cái mình nói ôi trời ơi, vậy giờ té ra tưởng ông này cũng thế này thế khác. À, thành ra đó chúng ta phải biết rằng cái hiện tướng đó là nó chỉ nói trong cái một phần cái giai đoạn nào đó mà thôi, chứ không phải là nó chắc chắn 100% đâu. À, chỉ có những bậc thánh nhân à, thì lúc đó là mới khẳng định á. Chứ còn mà còn phàm nhân hả, thì ấy, bởi chúng ta mới hiểu nè, bởi ngài Hòa Thượng Siêu Minh á, ngài mới nói á, ở trong tâm chúng ta á, cũng có cái thánh nhân, mà trong tâm của chúng ta đó cũng có cái thằng ăn cướp xấu xa bẩn thỉu. À, khi nào mà mình có cái suy nghĩ về những điều lành điều thiện, à, mình giữ giới, à, kia nọ, mình không gây tổn hại khổ đau chúng sanh khác, thì lúc đó là ông thánh. Nhưng mà khi nào mà tham cống cao ngã mạn bỏng sẻn, à, thì sao? Lúc đó là cũng là cái kẻ phàm phu tục tử, à, cũng xấu xa đó, thấy không? Đó, cho nên á là mình biết ngay trong chính nội tâm mình, à, có những cái luật như nói như vậy đó. Thành ra đó cái câu chuyện mà ông Đề Bà Đạt Đa đó, mấy ngày trước á là ông đắc đến là ngũ thiền bát thông, à, ông đắc các cái tầng thiền cao, rồi có thần thông đó, à, rồi sao, à, ngài Ananda đó mới dâng lệnh Đức Thế Tôn có cái lời tán thán với ổng ở trong kinh thành, à, Tỳ Khu Đề Bà Đạt Đa, à, là một người mà tu tập đạt đến thần, à, à, ngũ thiền bát thông thế này khác, à, thì lúc đó đó là ổng tốt thiệt, ổng tu hành rất là đàng hoàng. Không, vài bữa bắt đầu cái tham muốn, à, tham muốn, mà này là tham ác luôn á, chứ không phải là ấy. Không, ổng suối vua A Xà Thế giết vua Bình Xà Dương đoạt ngôi, còn ổng á là hành thích Đức Phật để cai quản tăng chúng, thấy không? Thành ra đó mỗi cái giai đoạn, mỗi cái tác ý, cái luồng tâm trong mỗi giai đoạn nó khác nhau hết. À, mới sát na trước đó, à, mình còn những cái thiện pháp nó sanh khởi tốt đẹp, nhưng mà vừa
chấm dứt cái luồng tâm mà thiện đó, thì sao? Có nhiều khi cái bất thiện nó sanh khởi. À, thành ra thì tốt, xấu, tốt, xấu, xấu, tốt, nó liên tục. À, chỉ đến khi nào mà chúng ta đạt đến cái thánh đạo vô lậu rồi đó, tức là đoạn trừ tất cả những cái phiền não, thì lúc đó chúng ta mới là hoàn toàn tốt. Nha. Thế còn còn phàm nhân là còn có lúc thì tốt, lúc thì xấu. Ha. Đó, thành ra mình biết vậy á, mình không nên khẳng định một cái điều gì hết. À, không thể khẳng định là cái người này là tốt, mà cũng không khẳng định là cái người kia là xấu. À, cho nên á, ta nói sao, cái người mà cho dù mà thánh thiện đạo đức như thế nào đó, mà chưa phải là bậc thánh nhân thì cũng còn lỗi lầm. Mà cái người dù mà xấu xa tội lỗi như thế nào đi chăng nữa cũng có một cái điểm tốt. À, như sao? Mấy năm trước có một cái vụ án ở trên ngày huyện Trân Thành. Thì cái anh này nè, anh thanh niên này nè, anh thương cái cô con gái của ông chủ. Ông chủ là một cái cơ sở làm những cái đồ mộc để mà xuất khẩu đi đó nha. Đó, đồ cao cấp xuất khẩu đi. Thì ông này có một cái xưởng cũng lớn, cả mấy chục công nhân, 50-60 công nhân làm. À, rồi có một cái cô con gái. À, ông này cũng ít con, có mấy người con à. Đó, mà cái cô này là cô gái gái lớn. À, thì anh này á, anh vô anh làm công nhân, rồi anh cũng cũng tò về à, với cái cô con gái này. À, cô này á, thì cũng có ý với này thôi chứ cũng chưa gì, nhưng mà ông cha ông ngăn cản. À, ông ngăn cản, ông không cho. À, ông cấm, tại vì ông sợ. À, nhưng mà cái anh này á, thì cũng có ý với cái cô con gái của ông chủ. À, rồi cũng ngắm nghé vô cái tài sản của ông này. À, thì khi mà cái ông này ông ngăn cản, cái anh này á, ảnh mới muốn trả thù. À, muốn trả thù gia đình ông chủ này. À, lúc đầu thì anh cũng tò về ấy với cái cô con gái ông chủ ha. Đến một đó một bữa anh rất tâm anh vô anh giết 6 người trong cái gia đình của ông chủ luôn, tức là ông bà chủ, rồi cái cô con gái lớn, rồi 1-2 người mà bà con mà ở đó chung với ông chủ đó, là ông giết. Nó giết luôn 6 mạng người. Đó. Vì cái ý muốn mà nó muốn vô làm con rể ông chủ rồi này kia nọ ha. Không được. Đó. Vì thấy rằng cái tâm nó độc ác ghê gớm không? À, tới chừng mà khi mà tòa tuyên án tử hình nó sắp chết rồi đó. Thì sao? À, thì ảnh xin giấy tòa lại về. Trước khi mà ảnh chết á, ảnh đồng ý hiến tất cả giác mạc rồi đến cái nội tạng của ảnh cho y học. À, nếu mà những cái bộ phận nào trong cơ thể của ảnh á mà sử dụng được để cấy ghép cho những cái người mà đang bị bệnh á, thì ảnh sẵn sàng ảnh hiến hết. Thấy không? Thành ra đó, trong cái tâm tánh của cái một chúng sanh phàm phu đó, dù nó cùng hung cực ác đến đâu á, nó cũng có một cái điểm tốt. Mà cái người mà đạo đức tốt đẹp như thế nào, nhưng mà chưa đạt đến
cái sự đoạn tận phiền não thế nào cũng có một cái khuyết điểm. À, cho nên đó là chỉ có Đức Phật và các bậc thánh nhân, thánh A-la-hán vô lậu thì các ngài mới tinh khiết giống như là những viên kim cương không tì vết. À, còn chúng ta còn phàm nhân thì thế nào mình cũng còn khuyết điểm, ai cũng còn khuyết điểm, cho nên á, chúng ta phải biết tha thứ. À, và sao mình phải nhìn thấy cái mặt tốt của người ta để mình học hỏi, à, mình thực hành theo, rồi đó mình thấy những cái khuyết điểm của ta mình đừng có quỷ bán chê trách, mà mình lấy đó để lâu lâu mình phản tỉnh, mình xem xét lại mình để mình sửa đổi. À, đó thì chúng ta lần hồi chúng ta sẽ trở nên cái người tốt đẹp hơn. À, à, chứ còn mà hả còn phàm nhân là chắc chắn ngay chính bản thân sư cũng vậy. Bởi sư nói đó, bây giờ là bữa nay đó là sư còn là một cái vị sư tốt đẹp, nhưng mà biết đâu được ngày mai ngày mốt do cái duyên nghiệp, do phiền não sân khởi, à, lúc đó là không tốt đẹp, thấy không? Thành ra đó chúng ta phải biết để mà chúng ta khéo léo, nhưng chúng ta phải có sự phòng hộ hết sức cẩn trọng, à, chính bản thân mình, à, chính những cái phiền não ở trong nội tâm mình, à, rồi mình cũng phải phòng hộ đối với cái ngoại cảnh bên ngoài, à, mình giữ ở trong mà cũng phải cẩn trọng đối với bên ngoài nữa, à, thì như vậy đó thì mình sẽ bớt được những cái khuyết điểm, à, những cái rơi vào những cái cạm bẫy, à, của thế gian. À, thì xin giải thích cái thắc mắc của chú Giang nhất nha. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui, mũ tài giá. Dạ, sa thủ lành thai, con thấy huynh Giang Nhật Hà đã sa thủ kính tri ân sư rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thai, dạ, dạ, cô tu nữ tỳ viên có chút máy không cô? Alo, cô tu nữ tỳ viên có chút máy không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Trời ơi, trong này còn Thiện Vũ hả? Chị Metta, Tô Thị Phúng. Dạ, cô tu nữ tỳ viên có chiếc máy không cô? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Sister Tiểu Phúng hôm nay có cầm mic được không? Tô Tiểu Phúng ơi. Alo, alo. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Cảm ơn Thiện Vũ. Không cầm mic được hả? Ừ, không cầm mic được. Dạ, cảm ơn Châu Phan. Dạ, à, vậy là có chú Châu Khoan ở trước máy, à, chú Khoan có thể lên chia sẻ trong cái bài giảng của sư không chú Châu Khoan? Alo, Châu Khoan cho Nhật Quỳnh mới được tín hiệu đi, có thể cầm mic được không, có khỏe không, có thể lên hỏi sư trong cái đề tài hôm nay sư giảng không? Alo, Châu Khoan cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Thôi Nhật Quỳnh buông mít nha. Dạ, nếu có được thì Châu Phan cầm mít nha. Ồ, Châu Phan không nghe được hả? Tôi nghe được Nhật Quỳnh không? Bây giờ Châu Phan có nghe không? Nghe được trọn vẹn hả? À, ý là không nghe được trọn vẹn nên không có thắc mắc phải không?
Dạ, câu tỷ phú thì không cầm bích được. Dạ, câu tu nữ tề duyên cũng không có chức máy. Dạ, Thích Trinh Na hỏi hả? Quà, wow, giỏi nha. Để Nhật Quỳnh đọc câu hỏi của Thích Trinh Na nha. Con kính hỏi Ngài, với áp lực và công việc cuộc sống, nhiều khi tâm sân bị phát sinh, thì làm sao phòng hộ tâm? Con kính Ngài giảng dạy. Dạ, con kính nhân minh đến Ngài, đến Thường Tọa Pháp Thanh nè. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầy Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Thì khi mà cái tâm sanh á, nó sanh khởi lên thì mình biết, mình biết là nó đang sanh khởi. Rồi, rồi bây giờ á, mình phản tỉnh, mình xem xét coi cái nguyên nhân tại sao mà cái sanh nó sanh khởi. Giống như là có lửa mới có khói, đúng không? Cái sân á, nó là cái quả, nhưng mà cái nhân từ đâu, ở đâu mà có lửa? Thì mình phải phản tỉnh xem xét lại. Tại sao? Có nhiều khi á, do mình muốn được cái này, muốn được cái khác, mình muốn được an vui lợi lạc, muốn được hạnh phúc, muốn hơn người khác, giỏi hơn, hay hơn, đẹp hơn, cái gì đó. Đó, nhưng mà khi mà cái muốn mình nó không đạt được thì mình mới sân, cho nên á, là qua cái biểu lộ, cái tướng nó lộ ra, mình phản tỉnh, mình xem xét lại, từ đâu mà cái quả này phát sanh, cái nhân ở chỗ nào, để gì, để mình trừ tiệt, rồi trừ tiệt cái nhân. Bây giờ mình thấy cái điều mình muốn đó, nhưng mà đâu phải là mình muốn là được tất cả các pháp, không phải là mình điều khiển được nó. Tất cả các pháp là nó hiện khởi do nhân, do duyên. Khi nào mà nhân duyên nó đầy đủ thì tự nhiên cái pháp nó sẽ sanh khởi. Còn mà nó không đủ nhân duyên thì không thể nào mà nó sanh khởi được. Đó, cho nên mình phản tỉnh, mình xem xét lại. Thấy không? Rồi sao? Có nhiều lúc đó, mình muốn cái đó là cái lợi lộc cho bản thân mình. Nhưng mà đó, có nhiều lúc trong đời sống đó, mình phải chia sớt cái cho với những người xung quanh đó. Thấy không? Cho nên là mình biết là thôi, bây giờ mình đời sống mình là như vậy cũng tương đối rồi. Bây giờ mình nhường một hai phần nào đó để cho chia sớt với những người xung quanh là cái điều cũng tốt đẹp, để mình thực hành cái hạnh xả ly. Thì cái đó mình tập lần thì nó sẽ giảm bớt những cái sân. Mà cái điều quan trọng á, để chúng ta dẹp trừ được cái sân là gì? Chúng ta mở lòng ra, đối với tất cả những người xung quanh, trong gia đình mình, thân bằng quyến thuộc của mình, bạn bè mình, rồi đối với tất cả chúng sanh. Rồi sao? Biết tha thứ. Bởi ở trong các khóa thiền đó, thường thường ấy, khi mà những thiền sinh mà vô bắt đầu khóa thiền ấy, sao thực hành cái thiền tha thứ,
là do vô minh phiền não chi phối, tôi đã vô tình hoặc cố ý làm tổn hại khổ đau cho chúng sanh khác. Cho nên là bây giờ xin tha thứ những cái lỗi lầm đó. Từ nay sau tôi sẽ cố gắng để mà không có gây tổn hạnh hại khổ đau chúng sanh khác. Là sao? Mình lỗi lầm, mình phải xin người khác ta xả bỏ, tha thứ những cái lỗi lầm đó. Rồi do vô minh phiền não chi phối, các chúng sanh đã gây tổn hại khổ đau cho tôi. Tôi xin xả bỏ những cái lỗi lầm đó, và từ nay về sau cầu mong cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. Đó, ha, mình phải tha thứ cho người khác, và cũng cầu mong những chúng sanh khác cũng hỷ xả bỏ những cái lỗi lầm của mình. Để gì? Để cái tâm mình nó mới được an ổn. Khi mình đi vào cái pháp hành á, thì mình không có bị trạo hối. Mình nhớ lại những cái lỗi lầm của mình, hoặc là mình nhớ lại những cái quan trái, những cái lỗi lầm của người khác, người ta gây tổn hại khổ đau cho mình. Đó, cho nên đó là chúng ta phải hiểu biết như vậy, để mà chúng ta lần hồi ta diệt trừ cái tâm sân, từ cái nhân. Chứ còn khi mà cái tâm sân mình nó hiện khởi, nó là cái quả rồi. Mình không thể chặt đứt ở trên cái ngọn, mà mình tìm cái nhân, cái gốc của nó từ đầu. Nguyên nhân nó tại sao mà mình sân, để chúng ta hiểu biết, để mai mốt mình phải cẩn trọng trong cái đời sống, trong những cái hành động nói năng của mình. Mình quan sát cái tâm của mình để kịp thời ngăn chặn những cái phiền não phát sinh, thì sẽ đem đến cái lợi ích. Cho nên là trong đời sống chúng ta phải luôn luôn cẩn trọng, rồi phản tỉnh xem xét những cái tác ý, xem xét những cái trạng thái của mình, thì sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Xin giải thoát thích cái thắc mắc của Tina. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy ạ. Và sa thủ lành thai, con đã thấy Sithina tri ân ngài rồi. Quang Thanh có cầm mít được không? Quang Thanh có cầm mít được không? Cầm mít đây rồi, hay là rung được không Quang Thanh? Alo, Quang Thanh có cầm mít được không? Dạ, còn 10 phút nữa. Nếu mà Châu Khoan có muốn đặt câu hỏi thì cho Nhật Bình một tín hiệu. Alo, Châu Khoan có muốn đặt câu hỏi không? Dạ, trong khi con chưa có thấy Châu Khoan cho tín hiệu. Dạ, con xin hỏi. Dạ, giống như lúc nãy Sư nói thì mình phải phòng ngừa, phải cẩn thận, phải cảnh giác rất là nhiều thứ để tự mình không có phải bị thấy này thấy khác. Nhưng mà chính bản thân con hồi trước đây, cách đây mấy năm rồi, và cách đây mấy năm rồi thì con cũng rất là cẩn thận. Con không bao giờ
mà nghe ai nói làm cái gì mà có tiền mà kêu con làm là con không bao giờ làm nha. Con cẩn thận cái điều đó vô cùng. Giống như hồi nãy sư nói, mình nghe lời nhiều quá thì mình ham mình vô làm. Con nhớ hồi Việt Nam đó, cái vụ mà nước Hoa đó là rất là nhiều người làm, nhưng mà con thì con mà thấy ồ tiền lời nhiều như vậy là con đánh dấu hỏi liền, nên không bao giờ con không có bị dướng nhập vô cái vụ đó. Nhưng mà có cách đây 4-5 năm, cái nick Thành Thủy Trần là con với Thành Thủy Thần Trần Thần Thần thường hay qua lợi nhà, hay qua lợi tiền bạc rồi này chia nọ. Thì có một đêm đó, hồi trước á, con hai thức đêm để làm bài vở đó, tại vì bài lớp học của Thái Thâm Má rất nhiều mà con thì rất là bận, nên con phải thức đêm. Con lấy bài trên mạng xuống rồi con làm để qua ngày sau bốt bài lên hoặc có khi làm dư luôn. Rồi thì mà chữa phong chữ, để chữa 423 câu pháp cú. Thành con hai thức đêm, nhưng mà con thức đêm á, thì mình phải vào cái banh thó để mình mới nghe làm ra màu rồi này kia được. Thì con ẩn nít, con không có lấy cái nít nhật mình ra con làm đâu. Nhưng mà một đêm đó tự nhiên con lười biếng, con để cái nít nhật mình tự nhiên vậy con làm. Con làm thì lúc đó là hơn 12 giờ đêm rồi. Thì cái nít Thanh Thủy Trần chát cho con, mà cũng đứt màu y chang như vậy luôn. Dạ, chát cho con. Thì con vừa làm vừa sướng sát mà, cũng vừa làm việc ở bên ngoài nữa. Thì con thấy chát rồi hỏi ô Nhật Quỳnh này kia nọ, nói qua nói lại, vừa nói vừa làm cứ gì. Thì cuối cùng thì cái nít nó mới nói con là bây giờ là dì của Thanh Thủy, còn một người dì ở Việt Nam mà bị tai nạn xe và nằm ở Chợ Rẫy, nằm ngoài cửa đó, mà giờ không có tiền đi vào bệnh viện, thì Nhật Quỳnh có thể giúp cho Thanh Thủy. Rồi Thanh Thủy gọi là Nhật Quỳnh này kia đây. Thì lúc đó con gọi điện cho Thanh Thủy thì gọi không được, gọi phone cũng không được, thì nói cũng không được, mà gọi bằng cái VM banh thoát này cũng không được, mà cứ chát liên tục. Thì con nghĩ con cũng biết là Thanh Thủy đi làm đêm, nên con thôi chắc có lẽ ở trong hãng mình gọi không được, rồi con gọi về Việt Nam rồi cho cái số tài khoản nữa. Gọi về Việt Nam rồi nhờ ở Việt Nam chuyển tiền đồ này kia. Nhưng mà lúc mà mình chuyển tiền xong rồi thì lúc đó Thanh Thủy gọi điện lại, thì hỏi ồ Nhật Quỳnh kiếm Thanh Thủy làm gì này kia đó. Thì mới té ra là con đã bị gạt. Con bị gạt thì coi như con lúc đó con mới đầu cũng rất là bàng hoàng, nhưng mà con ngồi con nghĩ lại, con nói rồi vậy là do cái nghiệp cũ mình gạt gẫm người ta, nên bây giờ mình đã bị gạt lại rồi, nên thôi chấp nhận mà mình bị gạt đây là vì mình có cái tâm từ thương xót một người khác, mình không có gì ham tiền. Nhưng câu hỏi của con là sau đó thì con nói lên trên mấy cái lớp học của Thái Thâm Má hoặc lớp pháp cú hoặc lớp giáo Nam Truyền, và sau con thì có thêm lấy cái nick của quý sư nữa, và con kêu lên là quý sư thì không ai, không có bị nào mà kêu gọi tiền, nên nếu mà muốn gì vậy thì quý sư cầm mic nói, không bao giờ nhắn tin, nên quý vị hãy cẩn thận này kia. Thì nó giả thích của sư giác đẳng luôn, BM cho không dám BM cho con, mà nó BM cho một người khác. Thì người khác người ta cũng mới, con người ta mới gửi nguyên cái dòng BM qua cho con. Người ta nói là đây nè, nó thiếu một chút xíu cái chỗ này nè, chuyện sư giác đẳng thêm mấy vị sư nữa nè. Dạ, thì coi như là nói chung là con bị gạt số tiền như vậy, và con đã thông báo. Và sau đợt đó thì cũng nhiều ngày, nhiều cái nick bị
lấy mà không phải lấy cái đích mà coi như là tạo cái đích giả giống y như vậy. Như chỉ thêm ví dụ như chữ Châu Khoan 54 đi, sát nhau đi, thì nó sẽ làm Châu Khoan 54 xa nhau. Dạ. Thì nó mới vào được, giống mấy mình nhìn sơ là mình không có thấy được đâu. Thì cái ý con hỏi á, có phải mình rất là cẩn thận mà mình cũng không ham tiền, nhưng mà mình bị như vậy có phải là do cái nghiệp cũ của mình không, bạch sư? Dạ, con kính nhân mến đến sư chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì thật ra đó, chiêu trò đó thì nó thiên hình dạng trạng, đủ thứ hết đó. À, có lúc đó là nó khơi gợi cái tham muốn của mình, à, trước lợi lộc, trước danh thơm tiếng tốt rồi gì đó. À, rồi có lúc á là nó lợi dụng cái tâm từ, à, lòng từ thương xót rồi cái nọ từ bi rồi ha, à, nó gài bẫy mình. À, rồi có lúc á là nó chọc cho mình sân hận lên, à, để mình thiếu cái sự sáng suốt, để mình rơi vào bẫy. À, nó đủ thứ đó, cho nên đó là mình phải đề phòng, chứ không phải là ấy, phải không? Mình á, nếu mà mình sống mà với cái lý trí nhiều quá, à, mình cứ ngắt, à, thì cũng được, ha. Mà mình sống với cái tình cảm, à, tâm từ bi nhiều quá thì cũng không được. À, cho nên á là có đôi lúc á mình phải sống với trí tuệ. À, còn có đôi lúc á mình cũng phải sống với cái từ bi. À, thành ra á khổ lắm. À, mình bị nhiều khi á mình bị nó gạt vì cái lòng từ. À, trời ơi, hồi đó mà sư còn ở Pháp Bảo á, sư bị hoài, trời ơi, tội nghiệp lắm. Buổi chiều rồi mà dẫn 4-5 đứa nhỏ đó, à, rồi nó vô nói tiếng lơ lớ giống như người không nghe đó, nói là nó ở dưới Trà Vinh. À, rồi đi lên trên tuốt trên mọc quá thì cắt lúa mướn, mà bây giờ á, ở trong đó lên tới thì người ta cắt hết rồi, rồi đi bộ tự ở trên tự đi bộ, người ta quá gian xe, người ta không cho đi bộ từ trên cái lạy mà đi về tới Mỹ Tho. À, bây giờ khổ quá, đói khát quá, bây giờ xin mấy lít gạo để nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn. Thì quý vị thấy là một cái người mà đen đúa rồi 4-5 đứa nhỏ liêu chiêu lít chích, mình thấy tội nghiệp quá ha. Thì sao giờ? À, cái thôi, còn được mấy ngàn nữa cho họ để tao họ mua gạo, mua thóc gì á. Nhưng mà có một cái vị sư á là nhận diện được cái anh này là anh chuyên môn đi lừa gạt. À, thì mình thấy người ta tội nghiệp quá. À, mình đâu có nghĩ là cái người mà đi lừa gạt. À, cho nên mình cho cho xong rồi bắt đầu mới nghe người ta nói, thì mình nói thôi kệ, bây giờ người ta đang khổ, à, thì mình giúp người ta thôi, phải không? Nhưng mà đó, cái bắt đầu cái nó ăn quen. Ăn quen mấy ngày sau nó tính trở vô, nó gạt nữa là mình biết rồi. À, đó, thành ra đó, mình không có nên
đổ thừa cho nghiệp. Không phải là tất cả cái gì cũng nghiệp, mà có những lúc á là sao, chúng ta cái tâm từ của mình á, nó mạnh ha, cho nên mình thiếu cái sự, thiếu trí tuệ à. Đó thì sau khi mà mình bị gạt rồi đó, nó là một cái bài học, thấy không? Nó là một cái bài học để chúng ta sau này chúng ta có kinh nghiệm để mà mình tránh né những cái như vậy. Họ lợi, họ than khổ, lỡ đường lỡ xá, đang nằm trong bệnh viện trị bệnh, con cái đang nằm trong bệnh viện trị bệnh mà giờ không có tiền thế này thế kia nọ, không? Để mà nó đánh động cái tâm từ của mình à, cái lòng bi mẫn à, thương xót, để mà mình à, mình dính bẫy à, thành ra mình phải biết như vậy đó. Thành ra đó, tất cả không phải cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp à, cũng một phần nào đó, nhưng mà đó có đôi lúc vì cái chúng ta cái tình cảm lấn át trí tuệ à, thì chúng ta mới bị, thấy không? Đó cho nên á là từ bi, nhưng mà từ bi phải đi kèm với trí tuệ à, chứ nếu mà mình từ bi mà mình thiếu trí tuệ thì mình sẽ dính bẫy tụi nó à, ghê lắm. Trời ơi, bây giờ là nó thiên hình vạn trạng, nếu có những lúc á mà người ta thử, người ta đang khổ đau mà mình không giúp á thì mình cũng thấy tội nghiệp. Mà nếu mà mình vì tội nghiệp ta làm thì mình nói à, thành ra đó kể bây giờ á, một à, là mình trả cái nợ cũ, hoặc là bây giờ á mình sẵn sàng giúp nó. Nhưng mà nếu mà nó gạt mình á thì sao, nó dạy mình à, mình gieo cái nhân mới à, mình thực hành cái từ tâm à, mình thực hành cái à, pháp độ à, của cái tâm từ, hay là cái pháp hành xả à, bây giờ mình biết nó, dù nó có gạt mình cũng nói à thì thôi. Bây giờ là một là nếu mà trong quá khứ mình có gạt người ta thì giờ mình trả được mối nợ, thấy không? Còn nếu mà bây giờ quá khứ mình không có gạt ai hết, nhưng mà bây giờ tại vì đánh động cái lòng từ bi à, mà mình ấy á, thì giờ nó lãnh cái quả xấu, mình gieo trồng được cái chủng tử tốt, nhưng mà mai mốt mình phải cẩn trọng hơn à. Thôi đến đây thời gian nó cũng hơi lố chút xíu, thôi giờ mời cô Nhật Bình à, sám hối rồi sư xin à, phút chút để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay với phước báo này. Kính cầu mong chư tôn đức à, pháp thể ca ngang chúc cho tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với à, phước báo, và cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thủ, con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tôn Hòa Thành đã giảng giải câu hỏi của con. Dạ, nhưng mà lúc đó mới đầu con hoang mang lắm, nhưng mà hồi con cũng nghĩ lại, thôi không sao. Nếu mà thật sự là thiệt thì mình chần chừ thì mình để mất một cơ hội cứu người, nên thôi kệ như là chuyện mình vì lòng từ thì mình cẩn thận hơn nữa. Nên con cũng không có gì đau khổ bạch sư. Dạ, con tri ân sư rất là nhiều. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uột tam ăn ghê nào quạnh đê hăng ba đập hẳn xâm và ruột tam ăn bước thể dâu cà lì tâu đâu sơ buộc thâu.
Tham tu tăng ma măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ai cho con. Uttamang ghê na văn đê hăng thẩm manh cha đức quý thần hòa răng thẩm mê vô khá li tô đổ sơ thẩm mô khám mặt tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na văn đê hăng sẵn khanh cha đức quý thốt ta mang sang khê vô khả đi tổ đô sơ sang cô khâm mặt tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phần tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc trước cả đạo tràng và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thầy xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Pawatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddha nuvavena sadaso thi bhavantu te. Pawatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thamma nuvavena thi bhavantu te. Pawatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sangha nuvavena sadaso thi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Tha Giá. Sa tu lành thai, gia đề quá ta san ti vi ha ra pa si ni tu bề kha re bồ tha kha re ta hiện ta hiện ta tham ma đa ne na pa quan tu bồ chi ta sa thiên ca rốn tê tha vi ha ra man đà lê thệ ra cha mặt cha na quát quát ca cha phật ca vô sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa ba na phu ta su khi ta ba quan tu tê cha ra bu cha ye bi cha an đa sam pháp qua san se đa cha ta a ta vô bất ma ti ca Nếu già ni căn tham ma qua răng ba tích cha tê sa bê bi đu kha sa ka rôn tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha phục ga la sang go ho tu sa ma cơ qua a tha ya cha hê ta ya cha am hê ra kha tu sa tham mô sa bê bi tham ma cha di nô vút thin sam ma mô nay ya ma tham ma di dập ma quê di tê ngưỡng cầu ca cấn chư thiên nga trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bông sinh hồi hợp về sẽ dùng pháp thí tiền bề cũng dân rồi sinh hầu đậu chư tăng cửa từ ẩn não phước hằng hạ xa